Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn lãnh đạo Đà Nẵng tại Nhật Bản, chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã tham dự diễn đàn phát triển đô thị Đà Nẵng lần thứ 11 tại tỉnh Yokohama. Diễn đàn phát triển đô thị Đà Nẵng lần thứ 11 diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam Nhật Bản đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận nhiều nội dung quan trọng về đánh giá những chương trình dự án hợp tác giữa hai thành phố Đà Nẵng và Yokohama thời gian qua, đưa ra những sáng kiến ý tưởng về sự hợp tác cùng phát triển bền vững trong thời gian đến phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng hồ kỳ minh đánh giá cao những kết quả tốt đẹp thời gian qua trong quan hệ hợp tác của hai thành phố đồng thời kỳ vọng đà nẵng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của thành phố yokohama trong việc giới thiệu các doanh nghiệp đến khảo sát đầu tư tìm đối tác kinh doanh tại đà nẵng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai thành phố ngày càng hiệu quả thiết thực